Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng lễ bà Thánh Monica. Người nhận lễ đã nói rồi, chúng ta xin Thánh Monica cầu nguyện cho cùng Chúa cho chúng ta, đặc biệt là cho giới bà mẹ Công giáo chúng ta. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng. Toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than khẩn cầu cho con bà là âu tin được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cùng nhận lời hai thánh truyền cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Thánh Ca: phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không thể sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không thể quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên trốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Gồm con chăm sóc
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà lúa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lại thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị môn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đa và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta thường gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng mà chúng ta vẫn có quyền nói không sai. Một cách nào đó, Thiên Chúa đối với chúng ta vừa là Cha, vừa là Mẹ. Chúng ta ngước lên Đức Maria và coi Đức Maria là mẫu gương, có thể nói từ cách tự nhiên được Chúa sử dụng nên với những cái phẩm chất rất là tốt đẹp, rất là đáng quý. Người phụ nữ có bản năng làm mẹ, người phụ nữ được phụ bẩm những cái phẩm chất để cho người ta nhìn thấy ở đó một người mẹ khoan dung, một người mẹ có tình yêu lớn lao vân vân, nhưng mà không phải gì mà không phải luôn luôn là như thế. Chúng ta phải nhận thấy có những bà mẹ không đáng quý, có những bà mẹ chẳng những là không đạt được những cái phẩm chất tối thiểu ở trung bình mà còn là những bà mẹ mà tồi tệ. Cho nên chúng ta nói lại với nhau, chỉ có thể có tình mẹ đích thực nếu là tình mẹ được tắm hồn ở trong tình Chúa, có nghĩa là nếu yêu mến Chúa. Về ngôn ngữ đó, Thánh Phaolô có khả năng nói ngôn ngữ, và Thánh Phaolô đã trong cái con đường học vấn và sự nghiệp đã có được cái chức vụ giảng dạy ở cái bộ môn tu từ, bộ môn về ngôn ngữ ở bên La Mã, và sau đó thì về phía miền Bắc dạy ở bên Milan. Và không hiểu sao lúc đó thì người ta ở bên châu Phi, người ta cắt có công việc gì đó, ông đi sang Roma ấy, và hai người đã có cơ hội gặp nhau, và thành Sido đã có những quyết định là thôi không có ở trong cái trại ở Milan nữa mà sẽ trở về bên châu Phi. Và trên khi mà quyết định trở về thì hai mẹ con cùng đi với nhau, và thành ông Sino thì lúc đó thì đã là có được cái sự trở lại. Và chúng ta tôi không cần tìm nói ở đây về cái câu chuyện của thành ông Sino đã hoán cải, đã không bỏ đạo và đã hoán cải đó, và sau này thì trở thành giáo mục đó. Thế thì lúc đó thì thánh ông Sino đã hoàn tại buộc và đi với mẹ để về ở bên châu Phi. Thế thì
trên đường đi tới cái vùng giáp biển rồi gọi là Ostia, mà Monica đã được. Và lúc đó có cả người em trai của thầy Mauricio nữa, hai anh em tính toán làm sao đó. Mẹ đã bệnh và nghiêm trọng tới độ mà khó có thể qua khỏi, và anh em quyết định là phải đưa mẹ về cho tới quê hương để chôn cất ở nơi quê hương. Thế thì đặc biệt là người em của thầy Mauricio nhấn mạnh và nói nhất định là phải đưa mẹ về. Biết là mình chết là hết thì cái tiếng tạm chặt còn làm gì, nhưng làm sao mà muốn để tiếng lại làm sao cũng vẫn muốn là có một cái nơi nghỉ tốt đẹp thân mình. Ở đây chồng thì thuộc cái hàng không có quý phái bằng tuy rằng là có chức vụ trong xã hội, thế nhưng mà người chồng đàn bà, một người chồng sống phóng túc và với cái sự dịu dàng, với cái lòng kiên nhẫn, và nhất là với lời cầu nguyện. Và miệt mài bao nhiêu năm tháng, đến mức mà lúc thánh Tông Cô Sơ 17 tuổi thì ông chồng của bà Monica là Patricio thì qua đời. Nhưng mà trước khi qua đời thì ông Patricio đã vì tấm gương của người vợ mà đã chấp nhận sự tội trở thành một người chồng được hoàn lại, và nhất là một người con đã được đuổi theo danh vọng, một người con sống phóng túng, đã từng có vợ và cầm lệ, đã từng có con trước mà mẹ phải cố gắng không chấp nhận cái người vợ người đó làm vợ và cái đó rồi. Anh chị em thân mến, thánh Monica đã nêu gương cho những người bạn này
công giáo, về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Nhờ lời nguyện cầu của Thánh Nữ, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Để cả mọi con mình trở về với Chúa, xin cho các mục tử hội thánh biết sống tinh thần tự mẫu, ân cần dẫn dắt những người con làm người trở về với Chúa. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của chúng ta để ta cùng có bên danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng còn ngày hội thánh người nên phong phú và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chân thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa để hoàn thành chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng phiền cầu trước nhan Chúa. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cương sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Thiên Chúa, Đấng Soi
phúc trai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lời Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ cánh Thánh Monica, Chúa đã ban hồng ân thánh thể cho chúng con được thỏa chi toại lòng. Xin cho hồng ân đó vừa thanh tẩy tâm hồn chúng con, vừa làm cho chúng con nên mạnh mẽ và không ngừng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin thay mặt cộng đoàn mừng lễ các bà mẹ. Xin cầu chúc các bà mẹ trong ngày hôm nay có một buổi sinh hoạt được vui, được nhiều ơn lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình